bấy tới tôi ban video thamay thamay xong chốt subscribe rút chốt xin nhà rút cân đằng xong ọc cùn Pich say ha guitar cover Cọt ban xua tha Lục cổ rõ thang ngay khá nhóm gửi chia đơn trai co mà nè Nửa thang ngay khá múc khá nhóm bác xa la riêng đơn trai ai kê chun khuôn ánh Mùi nửa bê bàm mán bây chân nằm khá múc Ta khá nhóm cua chạp đam dùm nọc nà môn tơ bà Ba lục cổ ban tờ tuôl xôm chui bà đo đồng bồn miến đo khá nhóm phong cho Hello khá nhóm ban tờ tuôl ấy Khá nhóm ban tờ tuôl ấy khá nhóm ban tờ tuôl ấy Ba Chia đần trai có nơi ngay khẳng mốc nhóm bác xà la đần trai ai kỳ chôn khuôn ai mùi nơi bỏ mán bây chân nam khẳng mốc. Bạn ấy chỉ cố đào mùi lọ. Vì mình mên chỉ cố đào chỉ vượt tế bên là chỉ cố đào ca nghe mùi. Để dương ban cầm nọt hà bây chân nam tiết dương trong bác xà la mùi. Hồi lâu nhóm xong xua mà cầu ý tích thả ta. Kỳ ta nâng ạ. Một cổ bò chỉ đần trai có đánh kỳ ta nâng. Ta chỉ cố bầm non nơi chỉ vứt rộ bò. Đừng bảo ổn được bò này. Chỉ cố bầm non nơi chỉ vứt rộ bò xây ha rư ọt. Bà sân chỉ. Vì mình toàn chỉ cố bầm non bật bà cót rộ bò xây ha tế. Vì mình men chỉ ở vết đây xây ha sẽ lan cho chất bầm phót rộng phơ bầm phót bênh chất bầm phót tế. Xây ha tàu tàu chơi rơ chùm niên. Xênh đại dương sẽ lãnh bệnh chất vinh. Tại bà sân chỉ viết chia cô đau này chỉ vết, chia sụp bân này chỉ vết, đại dương sẽ lãnh bệnh chất ở rung, hợp chất ở rì rì chất sẽ bài chất trong ban chỉ vết bạp nâng hơi. Trong chui một nút lốt bạp nâng hơi, ní cứ chỉ rừng trầm trời ná, đại dương trời riêng mục vụ chia nâng. Chân cô bỏm non rồi bà dương bây chân nằm tiết bạc sẽ lãnh được luôn anh. Lọ ná, chia phán ca mùi để miên được dạp bây chân nằm. Bên này chỉ bây đại dương trời chạp đám, cứ dương trời chạp đám riêng sốt ở chết Chết ba chết kỳ 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 ơ, ta lơ cái ca nghe nâng. Bảo vi chìa vậy để dương chô chật hái, chô thơ vi à, dàng chlụ vùng vên, ta lơ vậy để dương chô chật nâng cho. Xong bằng chạy tha, nở lơ lộn ní, nẹ đẹp bà cái nông cá thơ rương ở vầy muối, nẹ nút tay tại chlụ vùng vên nông rương nâng. Chlụ vùng vên, miền này thà cột bắt đọt à rom, ta lơ rương nâng. Thơ rương nâng đốt mình nơi chú cuột, tay mình men lọp sở tệ tệ. Bị thà chú cuột, khóc bị bị thả lọc tệ. Chút mình nên thả cột bắt đầu ở rộng. Chút nơi tin đi, mình nên thả cột bắt đầu ở rộng phơ vỉa. Nẹ chục cháy, ta anh ta bắt đầu ở rộng phơ vỉa. Đôi Bill Gates bắt đầu ở rộng nơi mục công chủ tơ tăng bị tụt. Chân bà sân chỉ xây hà, sẽ lãnh bình chất hái chỗ bắt đầu ở rộng co sang xa mát tập hiệu rồi bao dương ai khai tới chiếc cừu sân. Xóm co sang xa mát tập hiệu rồi bao dương ai khai tới chiếc cừu bằng riêng sân. Môn bê để dương bác xa lá bằng riêng. Công dương mình toàn khai tới chiếc cừu bằng riêng phong sạp tay. Tập bác xa lá bằng riêng hay không? Dương bê này chỉ bê là dương nơi khai chỉ xa. Rước có dương chỉ cừu bằng riêng tay mình toàn cho bác lo. Có dương trâu tay không riêng đâm bây có sang luôn ai khai tới chiếc cừu bằng riêng. Bà dương chỉ xa. Dương công còn tại riêng đâm bây thuê chỉ xa bà cài. Dương trâu riêng đâm bây bằng riêng ai kì khai chỉ xa bà cài. Công riêng đâm bây tại riêng. Trâu riêng đâm bây bằng riêng. Bà dương chanh thuê ca nghe hơi. Có công kết tha thuê ca nghe đâm bây dục tử lối. Rư có thuê ca nghe đâm bây lọ bằng phót tay. Trâu kết tha dương thuê ca nghe đâm bây có sáng luôn khai tới chía. Cru bằng riêng đó lọ bằng phót. Bà thuê bếp nâng ban hơi. Khi nông rửa bếp bây chân nằm nâng dương ách bậc xả lá mùi nâng ban này. Dương tha ơi cho ạc mình lùi bạc hóng thử mạch. À là hùa xa mai ấy, rừng lôi nâng, hùa xa mai trong tha, lôi viêm hùa xa mai đếp bằng hùa xa mai trong tha, ọt lôi, mình ách bác ạch chi vật cam nâng bàn. Bởi dương miên xa mát tập hiệp hai, miên này thay dương miên bà phốp lôi ấy. Hai bà phốp lôi ní, chia bà phốp lôi để thông chừng nạ miên lôi tiệt phong. Bởi xân chị bác xa la nâng ọ, đọc mơn đà la. Bởi bác xa la nâng ọ, đọc mơn đà la. Dương rốt nẹ để miên tún, miên lôi đọc mơn đà la mà bác mà. Nẹ để miên lôi đọc mơn đà la nâng. Cốt mình men lôi đọc mơn đà la nâng, ọ cha chiêng xa mát tập hiệp rồi bao dương tì. Lôi đọc mơn đà la rồi bao cốt nâng, ai trâm tài sma rư thoi cho chiêng xa mát tập hiệp rồi bao cốt phong. Chân dương ai cầm nát hạ, rốt nặng miên lôi mà, dương vô chất xa phía rồi, cốt vô xam xa phía rồi tớ, hãy bác xa la nâng tớ. Bởi dương ai tầm lai lươi xa mát tập hiệp bao dương, xa mát tập hiệp bao dương cho bác chân miên tầm lai chiêng lôi. Bởi dương mình ai tầm lai lươi xa mát tập hiệp bao dương tế, xa mát tập hiệp bao dương, ai nhận xa mát lôi rư on thoi chiêng lôi. Sự mát tập hiếp chưa bỏ phốp lôi. Lôi cứ chỉ lôi. Sự mát tập hiếp chưa bỏ phốp lôi. Bởi dương rô xì khát đọc mơn là nâng. Mình để thả ọt lọc mơn là nâng. Bạn ta xua sự mát tập hiếp ọt ấy. Ọt ọt thế. Chứ sự mát tập hiếp vì mình tầm lại chương lôi.
សួរថាមានតម្លៃប្រមាណបើរស់ស៊ីខាត់មួយលានដុល្លារសមត្ថភាពនៅតែជាសមត្ថភាពដដែលហើយអាចកើនជាងមុនផងនេះហើយដែលហៅថាសមត្ថភាពមានតម្លៃជាងលុយពីព្រោះវាមិនចេះខាត់វាមិនចេះខាត់វាមិនចេះអស់វាមិនចេះមានហានិភ័យឲ្យតែយើងមានចំណេះដឹងឬជំនាញពិតប្រាកដយើងប្រកបជាអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យជាងចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងត្រូវគិតថាសមត្ថភាពរបស់យើងគឺជាទុនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមួយគឺយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពនៃអាជីវកម្មនោះជាមុនសិនបើសិនជាសិស្សហាមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ជ្រៅជ្រះឬសមត្ថភាពខ្ពស់ឬរហូតដល់ថាវាលើសពីជំនាញវាខ្លាយទៅជាដងវាខ្លាយជាទេពកោសលហើយនោះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលនឹងជំរុញឲ្យយើងជោគជ័យបានលឿនហើយធានាស្ថិរភាពពីព្រោះវាជាអ្វីដែលគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងយើងបានយើងល្អជាងគេបើសិនជានៅត្រឹមតែជាជំនាញមានន័យថាធម្មតាបើសិនជាវាខ្លាយទៅជាដងវាខ្លាយទៅជាទេពកោសលហើយវាជារឿងអស្ចារ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានជំនាញហើយអាចអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាភាពប៉ិនប្រសប់ហើយអភិវឌ្ឍភាពប៉ិនប្រសប់ខ្លាយទៅជាដងហើយអភិវឌ្ឍដងនោះខ្លាយទៅជាទេពកោសលនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាទេពកោសលហើយយើងអាចអភិវឌ្ឍមកកម្រិតទៀតខ្លាយទៅជាទេពកោសលអច្ឆរិយៈបើធ្វើបែបហ្នឹងបានអត់មានបរាជ័យទេនៅក្នុងការបើកសាលាតន្ត្រីហ្នឹងចំពោះការបើកសាលាតន្ត្រីនៅពេលដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាជនកាន់តែមានជីវភាពធូរធារធនធានមនុស្សកាន់តែកើនឡើងច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយអ្នកដែលរៀនវិស័យភ្លេងនឹងកាន់តែច្រើនដូច្នេះបងអាចនឹងបើកសាលានឹងទៅអាចទទួលបានសិស្សច្រើនហើយរឿងជោគជ័យគឺជារឿងដែលយើងកំណត់ដោយខ្លួនយើងត្រូវប្រឹងឲ្យខ្លាំងជាងគេប៉ាកែជាងគេយើងនឹងជោគជ័យបើមិនប៉ាកែមិនជោគជ័យទេបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលបានសួរមកហើយខ្ញុំអត់បានឆ្លើយមានន័យថាសំណួរនោះជាសំណួរដែលខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយជាសំណួរឲ្យជន់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់សំណួរមកក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូនតាមដានស្ដាប់ទៅមិនឃើញឆ្លើយមិនឃើញខ្ញុំឆ្លើយថ្មីថ្មីទេបងប្អូនអាចនឹងរើសមើលឃ្លីបផ្សាយឡើងផ្សាយចុះទៅ scroll មើលទៅអាចនឹងឃើញហើយពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយអត់ឆ្លើយទៀតទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសំណួរចង់សួរអាចចុះសិននៅក្នុង comment បាននៅសំណួរដ៏ជាក់លាក់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកសំណួររបស់លោកអ្នកមកបកស្រាយសូមអរគុណ